Hiện tại thì Vũ Hồng đang ở đường Lê Hồng Phong ha, hướng từ phía Trần Hưng Đạo đi về phía ngã bảy, Hồng Vương đi ngã bảy. Bên phải mình là chợ Campuchia, chợ đêm phường 1, quận 10. Và phía bên trái là trường cao đẳng kinh tế, khu đại học kinh tế, trường cao đẳng kinh tế, đi thẳng luôn nha. Mình đi tới ngã bảy xong mình đi tới 3 tháng 2 quay đầu lại. Đây chung cư cuối hội nghị Western Palace. Đường này là đường Lê Hồng Phong, ngã bảy này gọi là ngã bảy quận 3 nha cô chú chị. Ngã bảy quận 3 giao giữa đường Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong và đường Lý Thái Tổ ha. Bên trên kia là bệnh viện Di Đồng thành phố. Còn hướng này là mình di chuyển về quận 1 nè. Còn bên đó ngay chỗ Hùng Hậu là mình di chuyển về đường Điện Biên Phủ, về Cao Thắng, về quận 1 nha. Đây là ngã bảy này gọi là ngã bảy quận 3, ngã bảy Lý Thái Tổ ha. Bên đây là đường vô chợ Chuồng Bò. Còn này là đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10 ha. Chậm chậm thôi, căn nhà bên trái đó, cô chú anh chị. Sáu trăm bảy mươi lăm ha, hai căn liền nhau ở chỗ thẳng luôn anh, bên tay trái ha. À, bên trái nè, căn nhà bên trái hai căn cao này nè đó, hai căn cao đó, căn mình căn có bồn nước xanh đó nha. À, từ dưới lên là 4 nè. Rồi tới đây là ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự, bên phải mình là Kỳ Hòa, khu Kỳ Hòa, hồ bơi Hòa Bình, cặp hát Hòa Bình, học viện hành chính quốc gia, đại học kinh tế. Còn đi thẳng vô là làng nướng Đông Hồ, tiệc cưới Đông Hồ, làng nướng đất sét. Còn khu này chạy lên ủy ban dân quận 10, trung tâm hành chính quận 10 ha, đường Lê Hồng Phong 3 tháng 2. Và đây cô chú chị ơi, tới nhà chỗ Hoàng Đức nè, tới rồi nè, nhà mình đây. Đi lên cho thuê. Đó, đằng kia là ngã bảy ha. Mình cũng đây phường 10, 10 luôn. Quán nào ta? Tắt cái tiếp anh. Nhà mình trên đây nè. Xe của ông không lên điện. Rồi để ra lại đây, gửi ra đi. Xem gửi ra đi. Lên. Ủa anh gửi nó sao được? Anh để nó sao được? Anh đưa rồi về đây chứ. Đây. Xem lên nha Quỳnh. Cái này có chỗ gửi xe dưới chung cư luôn. Đi mà đừng thở nha anh. Đợi chút xíu nha anh, đợi chút xíu nha. Cảnh là khách mình coi đầu đừng có cái chuyện này. Thank you.
thở nha. Em đâu có thở đâu. Đừng thở anh, em nghe anh thở rồi đó. Ở đây phía sau nở hậu nè. Nhà vệ sinh đây. $1.680.000.000 ha. Thì 7 bớt 20. Sau lưng hậu nè, dài 14 mét. Nó hậu ở sau 5m3. Hai phòng phía trước. Cái sân này lót gần xong rồi nè. Bữa sân này ôm tùm luôn. Nay hót rồi nè. Ở bên đây tao không bữa tao lướt ra cái mặt này. Cái bữa hôm lúc trước chủ nhà lên. Nó là bên nhà người ta mà. Của người ta, mình nhìn người ta đâu ở đâu mình thoát được ha. Nó không xe bus mình cũng đi. Ở đây mà nhà mà có hai vợ chồng ở và sinh ở ba mẹ lại này ha, làm trưởng là đã ha. Giờ xin đi mua mua một xíu đi ở chúng ta. Thuê. 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 Bên trong phía ngoài nè. Đó bên đó là Việt Nam Quốc tự ha. Bên phải là Học viện Hành chính Quốc gia. Đây với trường Đại học Kinh tế. Rồi gặp hát Hòa Bình. Nhà hát Hòa Bình á. À, khách sạn Long Châu xây rồi xong rồi nè. Góc ngã ba ngõ tư đường Lê Hồng Phong với đường 3 tháng 2 rẽ trái thì ra Ủy ban nhân dân quận 10, siêu thị Sài Gòn di chuyển về cầu vượt cây gõ. Còn rẽ phải là về công trường dân chủ. À, ngang hàng cây luôn ha. Nhà mình ngang hàng cây luôn rồi. Cái này không có cái cây, đằng kia nhiều cây, đây không có cái cây. Đây là mình nhìn thấy Hà Đô Sentosa nè. Siêu thị Vincom 3 tháng 2. Rồi cái tòa cây cao cao đó là Landmark 81 tầng. Bên đây là Vitexco, nằm sau cái chữ hùng hậu đó. Này đoạn này là đoạn đẹp nhất luôn ha, đằng đó ngã 7 nha. Lầu 4 ha. Sân thượng nè. Rồi ban công phía trước nè. 14 mét chưa kể cái ban công này thêm. Cái phòng này nếu mình thích mình dời cái phòng này vô trong đây nè. Giờ đây tới đây, cái chừa lối phía trước đi ra ngoài. Ở ngay đây nè anh, ngay đây nè, chỉ ở đây nè. Cậu nói cái máy tôn hồi đó cậu nói cậu xin này lên được, này đẩy lên trên cái máy đẩy lên cao làm lửng thêm. Cậu xin được, hồi đó cũng nói vậy. Đúng rồi, đúng rồi, nó cho mà. Máy tôn trên là máy tôn. Nó cho là phải gắn cái lửng ở trên. À. Mở đi ra, mở đi ra. Khi là em làm lên trên chỉnh theo độ cao cái. Nhà đầu bay trước lên hộ, có thấy là chưa lấy gì đó. Được vậy thì ngon. Nó lớn lên chỉnh cái máy to anh chỉnh đó. Dạ. Lúc sau là đúng. Đầu ba là đa số là đây nè. Đi lên chỉnh coi, muốn đi thì chỉnh cho thử. Đi nào? Đi ra ngay đây nè, mấy đây nè. Đây đây nè, đi đây. Cho lên trên lầu. Ủa nhà chị đây dài không? Dài trong đâu? Cô chị dài hả? Mấy chục. Chắc nhỏ hơn căn này hả? Nhỏ hơn. Mua căn đó luôn. Tại
tại vì hồi xưa bên bên này lắm thành miếng nhưng mà trả nhưng mà ba không nói. Thế hả? Không kệ. Làm giấy luôn rồi. Ở đây yên tĩnh quá. Ủa chị ở đây bữa tối có đóng cửa không? Có chứ. Mấy giờ đóng? 12 giờ. 12 giờ đêm đóng không? Rồi gửi xe dưới là nhiêu tháng? 180 ngàn tháng hả? Mình muốn gửi. Chỉ gửi có một chiếc thôi. Nhà một chiếc hả? Chị một chiếc hay được một chiếc duy nhất một chiếc hả? Một chiếc, một nhà một chiếc thôi. Em nghe nói chiếc thứ hai là 350 phải hả? Không. Anh phải gửi trên nếu mà ấy. Không, không em, hình mình em nghe nói dưới. Không, không có cho gửi. Chỉ một nhà một chiếc thôi. Còn chiếc thì sao đi? À, hai người sao đi? Hai người thì mình lên ủy ban á mình gửi. Tại đây nhiều người ta chỉ gửi một chiếc. Còn nếu mà hai chiếc là lên ủy ban. Vậy hả? Qua cái bên anh. Ờ xích lên. Mấy mét hả? Rồi một chiếc là 180 thôi ha. Rồi xe đạp thì được phải không chị? Xe đạp thì gửi được bình thường không chị? Xe đạp thì không được. Không gửi để nó dưới luôn hả? À. Để chơi xe đạp điện. Quê con. Quê. Đó phần này nè. Thế này chung chứ ai đâu. Đâu nhà nào ra đâu. Chung này của mình kìa. Nhà của mình nè. Vùng núi của mình đó. Hay là mở cửa cái tàu tôm. Ờ cái tàu đó 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 đó. Nên anh Dũng cái này nè anh Dũng. Đúng rồi. Ha. Chúng tôi xưa đây làm. Này làm được ha, lên được ha. Lên được. Nãy lên mặn máy kia luôn. Lên nữa này anh vô. Nữa thôi. Ủy ban nằm đâu anh? Sát bên luôn hả? Rồi 1.680.000 nha cô chú anh chị. Anh kia là Việt Nam Quốc tự nè. Rồi Vũ Hồng xin nói về thông tin của cái bất động sản này ha. Bất động sản này là cái căn hộ nằm trên lầu 4 thì có được cái sân thượng bên trên. Trên đây là thêm cái máy tôn của mình đây nè. Thì bất động sản này thì nằm ở góc 3 tháng 2 với đường Lê Hồng Phong. Thì ngang là gần 3.5m và chiều dài là 14m. Nở hậu là 5.5m. Và căn này thì chủ kêu ba giá là 1.7 tỷ nhưng mà bớt 20 còn 1.680 ha. Sổ hồng hỗ trợ vay ngân hàng luôn 1 tỷ luôn. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì alo cho chú Hồng nha. Hồi trước á là chủ nhà nói cái phần này nè, là cái phần này nè. Cái phần máy tôn này là chủ xin nâng lên thượng đoạn nữa là để làm cái gác lửng trên đây là được nha. Ở đây ra sân thượng nhà mình đây ha. Rồi, cô chú chị bạn nào quan tâm liên hệ chú Hồng qua số 0933 797979 ha. Rồi chú Hồng cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại nha.